nhằm tri ân khách hàng thì hiện tại audio tmx sẽ có cái giá rất là tốt cho các sản phẩm này đây là các sản phẩm van số x12 plus sản phẩm van số này thì hiện tại thì nếu như để mà nói rằng em cam kết với mọi người rằng sẽ có giá siêu tốt cho mọi người và trong khi đó thì cái chất lượng sản phẩm thì anh em đang nhìn thấy ở đây Đúng không? riêng về chất lượng sản phẩm cũng như là chất lượng tiếng của van số x12 này thì đã được rất là nhiều anh em đánh giá cũng như là chúng ta đã có những cái sự trải nghiệm rất là nhiều những em đã trải nghiệm về cái sản phẩm này rồi và một điều khẳng định với nhau mà đò là sản phẩm này sẽ cho chất lượng âm thanh rất là hay trong cái khoản giá tiền này vì chúng ta phải nói rằng là trong khoản giá tiền này thì thật sự đây là một trong những cái sản phẩm đang có cái giá tốt nhất mà audio tây mỹ có thể cung cấp cho mọi người cũng như là sẽ có cái chất lượng âm thanh sẽ làm hài lòng với tất cả anh em khi chúng ta bỏ ra cái giá trị đồng tiền nó đúng với cái giá trị đồng tiền sản phẩm x12 bluetooth này nó là một cái phiên bản nội địa của bên china mà anh em cũng biết rồi là đối với phiên bản nội địa của China thì những cái sản phẩm nội địa của Trung Quốc anh em cũng đều biết và những anh em sành chơi và những anh em đã từng tìm hiểu rất là nhiều thì đều biết về cái sản phẩm của bên nội địa là họ cũng có những cái chất lượng rất là tốt. Thậm chí là cũng không hề thua kém gì so với những cái sản phẩm ở trên thế giới. Đặc biệt là dù sao thì anh em cũng phải nói với nhau một câu rằng là hiện tại Trung Quốc bây giờ nó cũng đang đứng thứ nhất thứ nhì. Có những mặt có những cái vấn đề họ đã đứng thứ nhất của thế giới và cũng có những cái họ đang đứng thứ hai của thế giới chả thua kém gì cả đúng không ạ đến là cái tiêu chuẩn ở bản chất bản thân bên trong nội địa của china à, sản phẩm họ dùng cũng rất là chất lượng nha anh em nhé à, cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là đối với những cái sản phẩm ở bên nội địa bên trong trung quốc thì anh em sẽ thấy cái tên nó sẽ trả giống và cũng trả phải like hay cũng trả phải ấy gì với những cái, những cái uh, sản phẩm nó khác à, kế tiếp nữa là chúng ta sẽ thấy được cái kiểu dáng hiện tại thì em đang thấy là nó kiểu dáng này nó một mình đang một kiểu cũng trả giống với những uh, cái sản phẩm nó đang có trên thị trường để chúng ta lai like một cái sản phẩm nào đó hay là gì đấy để nó gần giống một cái sản phẩm nào đó để chúng ta thấy chúng ta tự tin và chúng ta dễ mua hơn còn đây nó đang là một cái sản phẩm với một cái kiểu dáng hoàn toàn khác đúng không? ạ à, nó là bản nội địa trung quốc cho nên là cái gì nó cũng là tiếng trung hết nha anh em nhá từ đến kể cả khiền cho đến những cái hướng dẫn cũng đều là china hết đấy là một vài những cái điều mà để chúng ta có thể nhìn thấy được ở cái sản phẩm van số X12 này Phiên bản nội địa bên China Đây là cái phiên em vừa mới bỏ ra Thì nó cũng đang là tiếng China hết Đó. Không phải là những cái bản tiếng Anh Hay không phải là những cái bản Liên doanh xuất khẩu sang Một số những cái nước thứ khác Thì nó sẽ có cái tiêu chuẩn khác nhau Và như em được biết Và cũng như là em cũng có nói chuyện với những anh em Thì hiện tại là phiên bản X12 này Nó sẽ có hai bản Một bản gọi là cao cấp tức là chất lượng cao thì đây là cái phiên bản chất lượng cao và một cái bản nó gọi là rẻ tiền hơn à, cái sự chênh lệch rẻ tiền hơn thì là nó chỉ khác nhau tức là nhìn lướt bên qua bên ngoài như này thì chúng ta sẽ không có cái sự khác biệt gì nhau cả thế nhưng mà để sâu hơn vào bên trong thì em cũng có hỏi họ thì cái chất lượng linh kiện nó sẽ khác nhau à, cái chất lượng linh kiện nó sẽ khác nhau và khi chất lượng linh kiện khác nhau thì nó chỉ khác nhau về cái độ sắc nét của âm thanh độ chi tiết của âm thanh và khi chúng ta chạy lâu và cũng như là khi chúng ta mở to đối với những cái sản phẩm vang mà được sử dụng những cái linh kiện xịn thì khi chúng ta mở nhỏ hay mở to thì cái chất tiếng nó cũng vẫn đều nét vẫn đều có âm thanh hay còn khi những cái con vang mà được sử dụng có chất lượng linh kiện nó kém hơn thì chúng ta sẽ gặp một hiện tượng là khi chúng ta nghe bình thường thì cũng không phát hiện được nhưng khi mở to lên nó sẽ bị vỡ tiếng bị nhòe tiếng và bị méo tiếng gây nên hiện tượng bị xé tai nghe chói tai và rất là nhanh chán và đặc biệt là chúng ta sẽ thấy cái tiếng nó sẽ bị bí đi. Thì đấy là một vài những cái đặc biệt mà sự khác biệt giữa con van xịn và con van thường. Còn nhìn về bên ngoài và nhìn về phần mềm thì thực ra thì nó chẳng có gì khác nhau cả. Đấy là một vài những cái cơ bản. Để nói đến cái sản phẩm X12 này là chúng ta sẽ có hai phiên bản giá. Thì nói gì thì nói nó cũng là phải căn cứ là hiện tại tại sao em lại khẳng định là em sẽ có cái giá sản phẩm này là tốt nhất. Trong khi đó lại dám nói rằng là sản phẩm này nó là sản phẩm chất lượng. À đối với những cái sản phẩm này, nói gì nó đã kinh doanh là phải có lãi. Em đồng ý với em thấy không ạ. À, tuy nhiên là đối với uh, Audio TMX thì cũng hiện tại thì cũng đã đã có gần 10 năm à, cung cấp cho anh em những cái sản phẩm karaoke à, đến ngày hôm nay. Thì à, những cái sản phẩm nó có cái giá trị như thế này thì em cũng muốn tri ân và dành cho những anh em khách hàng của mình và những anh em yêu âm thanh những cái chương trình quà tặng. Làm sao để anh em có bỏ ra được một cái giá trị đồng tiền và mua được những cái sản phẩm nó thật sự là thậm chí nó còn phải vượt cả cái giá trị đồng tiền mà chúng ta bỏ ra à, chỉ với 3 triệu 700 nghìn à, anh em với công nghệ mạng bây giờ thì hoàn toàn chúng ta có thể có thể tham khảo giá rất là nhiều à, đối với những cái sản phẩm mà nó chất lượng kém hơn thì em không nói nhưng với cái sản phẩm ở đây thì em đang quay trên hình ảnh anh em cũng nhìn thấy không bao hoa chích chè được đúng không ạ thì à, với 3 triệu 700 nghìn nếu chúng ta mua một con vang bãi tầm 3 triệu 7 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 7 thì thực sự ra nếu như để mà nói mang ra để so chất lượng và cũng mang cũng như là chúng ta mang ra để chúng ta À, so với cái chất lượng âm thanh cũng như cô ở cái khoảng tiền giá như này đặc biệt là kể cả anh em có mua hiện tại là anh em có mua những cái sản phẩm x12 bãi cũng đã rơi vào tầm 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 7 rồi thì cái sản phẩm này nó cũng chả thua kém gì trong khi đó đây nó lại là, là sản phẩm mới mà sẽ được bảo hành 2 năm nhá em bảo hành cho anh em 2 năm cái sản phẩm này đó sản phẩm mới bảo hành 2 năm tức là 24 tháng mà cái yếu tố nữa đặc biệt nữa là cái chất lượng linh kiện của cái sản phẩm này nó cũng chả khác gì và cũng không hề thua kém gì so với những cái sản phẩm x12 bãi mà đang có trên thị trường trong khi đó nó lại còn có một cái ưu điểm mạnh hơn rất là nhiều đây toàn bộ là linh kiện mới mà nó lại là sản phẩm mới linh kiện mới được không ạ thì nó sẽ có phần hay hơn là đằng khác bởi vì sao bởi vì anh em mua bãi thì chúng ta cũng không thể khẳng định được là cái sản phẩm bãi đấy cái linh kiện cái quả tụ này nó đã bị khô hay chưa được không ạ nó còn tốt hay không cái chở thì em không nói nhưng cái quả tụ Ví dụ như là đối với trở thì theo 5 tháng thì lúc nào cái giá trị trở nó cũng vẫn như vậy Thế nhưng đặc biệt là đối với những cái quả tụ là bản thân là tụ này là tụ dầu Ở trong nó sẽ có một cái dung dịch dầu thì chạy lâu năm rồi, lâu ngày, năm tháng rồi Chạy nóng lên rồi Có những quả tụ nó bị dò dầu, nó dò gì nó chảy cái dầu ra ngoài Thì cũng gây nên hiện tượng bị hết dầu ở trong thì gây nên hiện tượng gọi là quả tụ khô à, Tụ là để phóng nạp điện Hay cũng nói dựa vào cái yếu tố phóng nạp điện đó thì người ta có thể làm rất là nhiều ứng dụng liên quan đến tụ Thế tuy nhiên là khi quả tụ nó bị khô rồi đó, thì cái cái khả năng phóng nạp của tụ cũng sẽ kém đi à, khi kém đi thì nó cũng sẽ gây ra rất là nhiều những cái yếu tố đặc biệt là cái yếu tố dẫn điện đó. chính vì điều đó cho nên là à, khi mua hàng bãi thì chúng ta vẫn phải chấp nhận với cái mức độ là hên xui à, có thể nhìn ngoài về anh em vệ sinh sạch sẽ rửa nước rửa nước đi nhìn mới cứng vẫn đẹp bình thường thế nhưng những cái yếu tố ở bên trong quả tụ này thì thật sự là chúng ta không thể khẳng định được được, không thể khẳng định được là nó có chất lượng hay không ở à, đây quay lại cái vấn đề là tại sao giá lại như vậy mà em lại dám khẳng định chất lượng bởi vì em bán cái sản phẩm này là nhằm tri ân khách hàng và nằm mang lại những cái giá trị cho những anh em nên em bán cái sản phẩm này với cái lợi nhuận là gần như không có gần như không có nhá Vậy thì à, em chỉ cần một điều như sau là những anh em mua cái sản phẩm này và nếu chúng ta thấy nó chất lượng thì em rất cần anh em hãy chia sẻ cái video của kênh audio t mới của chúng em cho mọi người và một cái đặc biệt là anh em có thể tặng cho chúng em một like comment bình luận những cái ý kiến nhận định ở dưới video để cái kênh được phát triển tốt hơn và cũng như là cái mong muốn của em là cũng muốn mang lại những cái sản phẩm cũng như là những cái niềm đam mê của anh em thì em cũng muốn là có những cái sản phẩm để thỏa mãn những cái niềm B, đam mê ca hát của anh em có rất nhiều anh em chúng ta đam mê ca hát thì chúng ta lại bỏ ra những cái giá trị đồng tiền nhưng đôi khi chúng ta lại có những cái sự lựa chọn nó không phù hợp nó không phù hợp hoặc là có những cái đôi khi chúng ta chưa gặp được những cái sản phẩm mà thật sự chúng ta ưng ý thì em cũng muốn anh em chúng ta dựa vào cái clip như này để lan tỏa tới những anh em yêu âm thanh và ca hát à, quay lại một vấn đề chính nữa là đây à, về chất lượng linh kiện đối với tụ Đúng không ạ? Em sẽ quay để anh em cùng thấy luôn. Đấy. Những cái sản phẩm tụ linh kiện sắc nét thì chúng ta sẽ nhìn thấy được ngay. À, sản phẩm này thì được sử dụng chip 21489 của Analog Device. Nhá. 21489 của Analog Device. Đấy. Một trong những cái dòng sản phẩm là chip nổi tiếng và đỉnh đám. Analog Device được biết với là cái thương hiệu của Mỹ nha anh em nhé. Và với cái con chip Mỹ như thế này thì nó rất là đắt đỏ nó rất là đỏ và trong cái đó nó rất là chất lượng cao. Hầu hết tất cả những con van thì đều được sử dụng Analog Device và nhắc đến Analog Device thì con vang số nào. Anh em cứ nhìn thì Analog Device là anh em yên tâm. Và hầu hết tất cả những con van số nổi tiếng trên thị trường bây giờ thì cũng đều dùng chỉ có một vài những cái dòng chip nổi tiếng như là rem này. Analog Device thì gần như đứng đầu. Sau đó là đến TI. À, sau đó là đến Analog device. à xong rồi sau đó là đến DRAM là cũng thi thoảng gặp những anh em hay dùng và sau này thì hầu hết những con vang sử dụng và cần phải xử lý với những cái chất lượng âm thanh cao hơn thì đại đa phần là đều sử dụng analog device trong những cái con cốt chất lượng cao trong những cái con vang hay trong những cái bộ vi xử, xử lý hay trong những cái bộ xử lý DSP cao cấp thì đều nhìn thấy analog device và để có analog device thì chúng ta không thể thiếu được một cái sản phẩm bộ nhớ à, cái bộ nhớ ram này thì hầu hết đều sử dụng Guinbor và anh em cũng sẽ thấy là với tất cả những cái sản phẩm chất lượng cao thì đều nhìn thấy cái cái Guinbor này. Ừ. hai cái này luôn luôn đi kèm với nhau và anh em sẽ nhìn thấy hầu hết trong tất cả những con vàng đều sẽ thấy cái sản phẩm này. Để mà nói rằng là đều là những cái thương hiệu rất là nổi tiếng mà người ta phải như thế nào, phải có chất lượng phải như nào đó thì mới nổi tiếng chứ không thể tự nhiên bỗng dưng mà muốn nổi tiếng là nổi tiếng. Đúng không ạ? À, điều khác biệt với cái sản phẩm này là chúng ta đang nhìn thấy là sản phẩm này đang có cái cái linh kiện bố trí rất là đẹp mắt cái sự chuyên nghiệp và cái sự khoa học của cái sản phẩm đó và linh kiện đang được sử dụng là linh kiện cắm à, không sử dụng linh kiện dán những một số những cái sản phẩm khi sử dụng linh kiện cắm như này thì sẽ sẽ nâng cao cái tuổi thọ cho cái sản phẩm anh em nhé khi sử dụng linh kiện cắm như này sẽ nâng cao cái tuổi thọ cho sản phẩm mặc dù là trên thực tế là những cái khu vực những cái linh kiện này thì chả bao giờ cháy dù là dán hay là là cắm chả bao giờ cháy cả thế nhưng mà nếu như là linh kiện dán nó có một cái vấn đề là như này này là các cái linh kiện thường thường sẽ được xếp khít vào nhau anh em thấy không là sẽ được xếp khít rất là khít vào nhau bởi vì là linh kiện dán nó rất là bé đấy em không, em không đánh giá rằng là chất lượng linh kiện dán là kém nhé mà vấn đề là vấn đề là ở chỗ là linh kiện dán thì linh kiện nó rất là bé chính cái bé này sẽ được xếp khít vào nhau để rút ngắn và cũng như là tiết kiệm cái diện tích thế nhưng ở môi trường Việt Nam của chúng ta thì nó sẽ là bụi à, rất là bụi và cái không khí nó rất là ẩm thì khi bụi kết hợp với ẩm mà đôi khi mà linh kiện xếp xít vào nhau thì nó sẽ dẫn điện và gây nên hiện tượng chập cháy à, chập cháy thì gây nên hiện tượng bị lỗi sản phẩm chứ không phải là em đánh giá là chất lượng linh kiện gián là không tốt mà em đánh giá về cái yếu tố ở cái môi trường ở việt nam của chúng ta như vậy thôi thì khi linh kiện cắm như này thì họ có một cái khoảng cách rất là xa Thì phần nào đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là yên tâm hơn thế nhưng cái nhược điểm của cái linh kiện này thì chúng ta sẽ thấy là nó khá là tốn diện tích thế nhưng mà bản thân em thì em lại thích nó có cái sự hầm hố như thế này à, đối với con mắt của em thì em thích cái sự hầm hố như này à để nói đến rằng một cái sản phẩm thì đây là đây là bộ não thì cái bộ não nó đã hay rồi thì chúng ta cũng không thể nào thiếu đi được những cái những cái ví dụ ông tổng ông có thể giỏi rồi nhưng anh em xung quanh cũng phải giỏi cũng quả chất lượng thì mới ông tổng chỉ đạo xuống thì anh em mới làm việc được anh em làm việc được thì hoặc công việc đã hoàn thành thì tức là ông tổng đã ok đã cao cấp rồi thì những anh em xung quanh nó cũng phải cao cấp thì mới đưa ra được những cái sản những cái chất lượng linh kiện à đưa mới đưa ra được cái chất lượng âm thành hay đúng không ạ thì bao bao gồm đó thì bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy rằng đối với cái sản phẩm này đang được sử dụng một chỗ một trong những cái dòng chip đang rất nổi tiếng trên thị trường và cũng được anh em và cũng như được hầu hết tất cả những cái dòng vang đang sử dụng đó là chính là cái sản phẩm chip của ESS ở à, đây là một cái chip DAC, DAC và đang được à, sử dụng với cái phương án là 32 bit mã hóa và giải mã chính vì điều đó thì khi 32 bit, cái số bit càng cao thì cái âm thanh của chúng ta mã hóa và giải mã càng được mịn và càng được chi tiết âm thanh nó sẽ lại càng mượt hơn, đó, càng mượt hơn nha anh em nhé. À, khi mà âm thanh càng mượt hơn thì đương nhiên âm thanh nó sẽ hay hơn. Đó, đấy là về cái về cái phần chip mã hóa và giải mã thì anh em cũng sẽ thấy rồi Và còn gầu như những anh em nào mà hay xem video review Thì hầu hết chúng ta sẽ thấy Đang được quảng cáo rất là nhiều Và đang được nói rất là nhiều về cái sản phẩm chip này à, Đương nhiên Khác với những cái dòng vang khác Thì chúng ta sẽ thấy là hay được sử dụng 5532 Thế nhưng ở cái dòng vang này Ngoài những cái 5532 Thì anh em còn thấy được đây Một trong những cái dòng chip chất lượng cao của JRC Để khuếch đại cái đầu vào Của tiếng mic 2068 DD à, Cái DD này thì chúng ta sẽ hay gặp ở trong những cái âm ly 203N mà những cái dòng cao cấp 203N thì nó cũng có, tùy từng đời Những cái đời cao cấp và đời anh em hay săn lùng nhất thì cũng hay được dùng những cái dòng Ví dụ như là 4558DD hay gì đó Thì hai cái chữ DD này nó đang thể hiện ở một cái à, Nếu như chúng ta tra trên cái data sheet thì chúng ta sẽ thấy là hai có hai chữ D Nó sẽ có một cái chất lượng hoàn toàn khác và có cái thông số nó khác một chút tức là nôm na là cái 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 giải của họ giải tần số hoạt động những cái giải điện áp rồi những cái ấy nó sẽ có những nó mở rộng hơn một chút so với những cái bản uh, thường uh, nôm na là như vậy tức là nôm na là nó sẽ chất lượng hơn một tỷ đấy là liên quan đến cái mã dd. Uh, uh, còn ở đây nôm na là nó mới gửi là một cái tiêu chuẩn khác thôi uh, khối nguồn thì vẫn uh, nhìn thấy thì nó cũng sẽ giống hầu hết như uh, những cái dòng của X12 hoặc là những cái dòng X khác nhưng mà cái điều đặc biệt em thấy ở đây là khối nguồn này đã được cải tạo là hầu hết là đều có hai diode. Đấy, đều đã có hai diode rồi. Bình thường ngày xưa là sẽ chỉ có một diode thì sẽ gây nên hiện tượng bị yếu nguồn. Nhưng đối với cái sản phẩm này sẽ sử dụng hai diode luôn. Hai diode để nâng cao cái 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 cường độ dòng điện, nâng cao cái sức chịu đựng và nâng cao cái dòng điện của cái diode này lên để cung cấp nguồn cho cả một cái hệ thống này nó được khỏe hơn. Nói gì nói phải cho các anh này ăn no thì các anh ấy mới làm việc nó mới hiệu quả được. Chứ còn cứ cho ăn đói thì làm sao làm việc hiệu quả được đấy là về những cái vấn đề mà cơ bản là về phần cứng chúng ta thấy đúng không về phần cứng hoàn toàn chúng ta có thể thấy được còn về thiết kế mặt trước thì nó cũng sẽ hầu hết như những cái dòng sản phẩm khác là chúng ta sẽ có 41 gọi nhanh và ở cái mặt của sản phẩm để chúng ta có thể gọi ra những cái sản phẩm những cái mốt mà đã được bên em cài đặt sẵn và những cái cái này thì hoàn toàn chúng ta có thể cài đặt được bằng tay và cài đặt bằng máy tính đầy đủ với cái sản phẩm X này thì vẫn có đầy đủ các cái tính năng của một cái sản phẩm như là à, một cái EQ tự động để giúp cho cái âm thanh của chúng ta được hay hơn, được mộng hơn, được bay bổng hơn và những cái này thì em 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 đang nhìn thấy là có cái sự sắc nét và một cái kiểu khác hoàn toàn so với những cái dòng trước mà chúng ta nhìn thấy mấy những cái chữ đây là cái phiên bản nội địa nên cái kiểu in và cái kiểu bố trí nó cũng khác nó không 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 giống như những cái phiên bản mà chúng ta đang đã, đã nhìn thấy trên thị trường mà hoàn toàn đều cứ làm theo kiểu là nái nái và giống giống như x12 đúng không ạ thì đấy là về cái mặt trước hoàn toàn chúng ta cũng có thể là cân chỉnh bằng tay bằng máy tính về cổng đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái GND1 và GND2 để chúng ta có thể gạt Đó. Chúng ta có thể gạt và cân đối để chúng ta lựa chọn mát à, Lựa cái này thì đơn giản là để lựa chọn mát làm sao cho nó phù hợp À, tránh cái hiện tượng bị nhiễu và u chi xeo đầy đủ tất cả những cái hiện cổng đầu ra men l men r center sub surround và l và r à, có thêm hai cổng can đông đầu ra bằng center và bằng sub để anh em có thể kết nối để anh em có thể kết nối với cái hệ thống mà đôi khi chúng ta chạy với những cái chiếc âm ly hay là những cái chiếc súp mà bằng là súp súp điện chẳng hạn đôi khi sử dụng đến cái này thì em thấy nó khá là tiện cái tiếp nữa thì chúng ta sẽ thấy được là hai cổng in bằng hoa sen và bốn cổng mic thoải mái cho anh em lựa chọn sử dụng và chúng ta có thể kết nối đặc biệt là với cái sản phẩm này đưa hết bốn cổng mic về đằng sau tương đối là gọn và chúng ta cắm mic ở đằng sau thì sẽ gọn và không bị không 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 bị vướng dây ở mặt trước thế nhưng cái nhược điểm là nếu như anh em nào dùng mic dây thì chúng ta cắm vào đằng sau thì hơi phiền bắt buộc là chúng ta sẽ phải cắm sẵn ở đấy ở bên này thì chúng ta sẽ thấy có đầy đủ là cổng FPDIF và cổng optico cổng quang đầy đủ với phiên okay. bản nội địa thì em đang thấy là có một cái ấn tượng là khá là ok ở chỗ là đang thấy có cái núm vặn của cái giác mic rất là kết rất là đẹp mà một cách rất là riêng không có cái gì đấy nó gọi là giống hay lai lai theo những cái sản phẩm nào khác cả với phần giác hoa sen thì cũng được mạ vàng mạ một cái chất cái chất màu vàng thôi chứ không phải là mạ vàng nhé à, anh em hãy tưởng mạ một cái vàng ở trên này để về cạo ra đi bán cái uh, hợp chất này thì giúp cho cái tiếp điểm và cái tiếp xúc khi chúng ta cắm cái rắc vào uh, nó sẽ không bị oxy hóa theo thời gian lúc nào nó cũng uh, có cái tiếp xúc rất là tốt và đối với những cái rắc màu trắng như này thì có thể lâu ngày theo thời gian nó sẽ bị ố thì uh, cái uh, mạ cái lớp chất này thì thường thường là những cái rắc cao cấp sẽ được mạ cái lớp này và đối với các sản phẩm rắc canon thì cũng tương tự như vậy à, cũng được mạng ra đấy à, sẽ giúp cho cái tiếp xúc em qua những cái năm tháng trải nghiệm nếu như mà tính cả đem đam mê và cũng như tính cả về, uh, về, về 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 Gọi gọi là làm nghề đấy vừa đam mê vừa làm nghề và những cái gọi là trải nghiệm trong cuộc sống thì em thấy là cắm cái rắc này đến giờ thì chưa một cái rắc nào có hiện tượng là lúc có lúc không à, thế nhưng mà nếu như ngày xưa mà cắm cái rắc cũ ngày xưa mà chỉ đơn giản là là không được mạ mà nó là cái rắc uh, bình thường thì đôi đa phần là thi thoảng lại phải rút ra cắm vào hoặc là dây dây một tỷ thì phải nói một điều rằng là khi chúng ta chuyển sang văn số có một cái mà chúng ta vẫn phải thừa nhận và cái ghi nhận rất là tuyệt vời ở chỗ là cái mức độ ổn định của sản phẩm văn sản phẩm số nó cao hơn và với mức độ ổn định của những cái sản phẩm bây giờ nó cao hơn ngày xưa rất là nhiều ngày xưa khi chúng ta sử dụng âm ly thì chúng ta phải uh, thoảng lại phải vặn vặn cái núm trên áp hay là, là phải ấn ra ấn vào hay là lúc loa có lúc bên trái không lúc một bên có một bên không lúc thì xẹt 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 hay gì đó thì nhưng mà anh em có thừa nhận với em một điều rằng khi chúng ta dùng mang số hay dùng những cái thiết bị số bây giờ thì hệ thống nó đang đảm bảo và nó đang an toàn hơn rất là nhiều trong khi đó ổn định gần như không bao giờ phải chúng ta phải quan tâm đến những cái hiện tượng đó và đặc biệt là những cái chất lượng của sản phẩm bây giờ ngày càng nó cũng sẽ càng cao hơn nó không như ngày xưa à, nó không như ngày xưa và cái những cái sản phẩm này nó đến với tay người tiêu dùng thì bản thân em đều thấy được rằng là nó đang có được cái giá trị rất là thực cũng nhờ vào những cái công nghệ mạng không bị anh em không bị những cái giá nó quá cao hay là bị những cái giá theo kiểu trên trời thì và chúng ta cũng đã bỏ ra đồng tiền thì chúng ta cũng mua được cái giá trị của cái sản phẩm nó tương đối là thực Đó. bản thân sản phẩm này thì em có nhập theo thùng về nha em có nhập theo thùng về và nó là bản nội địa China cho nên là anh em vẫn thấy tiếng Trung với đầy đủ tất cả những cái mã thùng đây nếu anh em nào có nhu cầu mua thì hoàn toàn có thể liên hệ bên em thông qua cái số điện thoại là 0345265888 à, chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này à, em xin phép với cái, với cái sản phẩm này thì em không cần phải test nó đã có quá nhiều trên thị trường rồi anh em nhé em xin phép là chúng ta sẽ không cần phải test nó Đó.